khẩu ra vào Buôn Long 11 chi tiết nha. Chất liệu là bao bền, bao đẹp, bao rẻ cho các bác này. Đây nguyên một combo như thế này các bác nhận về sẽ có 9 cái khẩu Buôn Long 1/2. Chất liệu bao đẹp từ khẩu 8 cho đến khẩu 24, một cái lối dài và một chồng ở tay tự động như thế này. Tiện lợi xịn sò như thế này, hôm nay giá có 180.000 thôi, bao phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác nha. Cái bộ khẩu này thì rất là đa năng và tiện lợi, các bác có thể mở bằng máy được, mở bằng tay cũng được, bởi vì cái này nó đi theo một cái chồng ở tay như thế này. Chồng ở tay tự động nha. Có máy thì các bác lắp khẩu vào máy các bác xài, không có máy thì mình sẽ lắp vào cái chồng ở tay này, mở bằng tay luôn cho em ạ. Khẩu 1/2, chồng mở tay cũng là chồng 1/2, cực kỳ là xịn sò, đẹp và chắc chắn như này mà giá rẻ quá. Lên đơn các bác gọi cho em là bộ khẩu 11 chi tiết nha. Mức giá em bán tặng các bác ngày hôm nay chỉ có 180.000 đồng thôi, em bao phí vận chuyển trên toàn quốc luôn. Bác nào ưng, bác nào chốt thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên nhà em, số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể tham khảo và lên đơn luôn cái mã sản phẩm này nha. Và một cái mã sản phẩm tiếp theo với mức giá siêu hời cho các bác, đây sẽ là những cái thân máy Buôn Long của Hunka, hàng chính hãng, logo dập nổi trên máy đó thôi. Lực chiết của máy sẽ là 320 N nha. Thiết kế đầu máy sẽ là đầu Buôn Long 1/2, đầu rỗng ở giữa có lỗ lục giác, kiên vít kiên tôn thoải mái cho em. Cái máy này sẽ là hàng cho bi phổ thông này, và các bác lắp tre vào những cái khối bi cho bi thông dụng như thế này nha. Đây, khỏe ơi là khỏe luôn, máy là có đảo chiều và có chế độ tự ngắt cho các bác. Điều chỉnh là hai tốc độ nguyên chậm nhá. Đây là tốc nhẹ này và đây là tốc mạnh này. Đó, đầu 1/2, đầu rỗng đa năng và tiện lợi cực kỳ luôn. Các bác có thể ra vào Buôn Long bắn tơn, bắn vít được, thậm chí khoan tường cũng được. Hàng chính hãng của Hunka mà hôm nay mua được cái giá thực sự luôn, rẻ hơn cả những cái máy hàng chợ ngoài thị trường các bác ạ. Hôm nay với mức giá là bao nhiêu ạ? 399.000 đồng để các bác có thể sở hữu ngay được một cái thân máy Buôn Long của Hunka, hàng chính hãng, đa năng và tiện lợi như thế này cho em các bác nhá. Đặt hàng các bác nhớ gọi cho em là thân máy Buôn Long của Hunka, mã 320 N, giá là 399.000 đồng cho em. Tiếp theo thì sẽ là những cái mã sản phẩm cực kỳ là ngon, bổ rẻ để phục vụ cho tất cả các bác. Đây sẽ là một bộ máy khoan pin, phụ kiện là đầy đủ như thế này các bác ơi. Phụ kiện đi theo là nguyên hộp này, có một thân máy, hai bi một sạc, hơn 20 chi tiết phụ kiện, mũi khoan vít đi kèm luôn. Máy là có 3 chức năng, có chức năng búa để hỗ trợ khoan đường và đầu kẹp 10 ly như thế này. Đầu kẹp nhựa tự siết đầu 10 ly nha. Máy thì sẽ điều chỉnh là được 25 cấp độ trượt ạ. Và ngày hôm nay thì với một bộ sản phẩm là đầy đủ như thế này cho em, mà mức giá em bán tặng các bác chỉ có là 399.000 đồng thôi. Đặt hàng các bác nhớ gọi cho em là khoan pin Mazda 5 cell nha. Mức giá 399.000 đồng, nguyên bộ đầy đủ như thế này cho em ạ. Các bác làm gia đình cực kỳ là ok, ngon lành cành đào cho em, hay là canh thọ nhá, làm việc nhẹ, làm nhôm kiếm trần nhựa thạch cao thì hãy sở hữu ngay cái mã sản phẩm này. Lê đơn nhớ gọi cho em là khoan pin Mazda 5 cell nha, giá có 399.000 thôi này. Tiếp theo thì em sẽ sell cho các bác, đây sẽ là những cái bộ máy khoan bê tông, hàng bê tông chính hãng của Asake ạ. Đây các bác nhìn cho em này, máy sẽ là máy 3 chức năng nha, có đảo chiều và đầu mũi khoan 2/26. Thiết kế là hàng logo dập nổi trên máy cho em ạ. Model là SSK1126. Đó, hàng chính hãng của Asake các bác nha. Với thiết kế máy thì cực kỳ là đẹp luôn, bao xà cho tất cả anh em thợ làm công trình. Hàng chính hãng ạ, dây đồng 100% và công suất cực đại lên tới 1050W nha. Với cái bộ sản phẩm này khi mà anh nhận về, ở đây thì sẽ là nguyên bộ cho em ạ. Trong cái hộp này thì sẽ có thêm một đôi chủng than dự phòng này, một cái hộp mũi khoan như thế này nhá, mũi khoan mũi đục đi theo này. Đây các bác nhận về là sẽ có là 2 mũi đục và 3 mũi khoan này. Đó, theo 2 mũi đục và 3 mũi khoan như này, một mũi nhọn một mũi bằng nhá, 2 mũi đục nhọn bằng này và 3 mũi khoan bê tông như này cho em. Đầy đủ nguyên bộ như thế này nha. Mà hôm nay với mức giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 750.000 đồng thôi các bác ơi. 750.000 đồng thôi, bên em bao phí vận chuyển trên toàn quốc về cho các bác luôn. Các bác nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền nhá. Ưng mã này, chốt mã này các bác lên đơn cho em nè. Bê tông của Asake, mức giá 750.000, hàng nguyên bộ như thế này cho em ạ. Tiếp theo thì sẽ là một bộ máy mài. Đây, máy mài pin của Wolfit các bác nha. Mài pin của Wolfit này, cái này thì nó sẽ là hàng chuẩn bị phổ thông và có cái chốt hạn như thế này. Đấy, các bác mở công tắc này.
máy cực kỳ là đẹp luôn. Quay sát màn hình vào đây để các bác có thể nhìn thấy rõ cái mã sản phẩm này nha. Sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết cho em này. Hàng logo dập nổi trên máy này, chính hãng của Workfit nha. Workfit là thương hiệu mới của Himoki các bác ạ. Đấy, Himoki bây giờ sẽ đổi tên gọi sang là Workfit như thế này. Và hôm nay thì với mức giá là bao nhiêu ạ? 1.350.000 đồng thôi. Các bác được bao phí vận chuyển trên toàn quốc để nhận về nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ theo 2 pin 15 cell và 1 sạc các bác nha. Cái máy này sẽ điều chỉnh được 4 tốc độ ạ. Máy điều chỉnh được 4 tốc độ này. Pin sẽ là pin cực trâu, pin 15 cell và chân pin phổ thông cho em nhá. Lên đơn thì các bác gọi cho em là chọn bộ máy mài pin màu xanh với mức giá em bán tặng chỉ có 1.350.000 đồng thôi. Các bác hãy nhanh tay để mình có đơn ngay cái mã sản phẩm này, số lượng là có hạn các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ sale cho các bác nhà mình nha, cái lô thân máy mài pin của Drama hàng chính hãng này. Mức giá phải nói rằng là siêu siêu hấp dẫn luôn các bác nhá. Hàng công ty, hàng chính hãng này. Đấy, chính hãng của Drama và bao xà cho tất cả các bác thợ làm công trình luôn. Với mỗi một cái thân máy này này, phụ kiện đi theo thì các bác sẽ có ở trong hộp đây thì sẽ có 3 món sản phẩm này. Tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi như thế này. Đây, nguyên bộ như thế này luôn nha các bác nha. Mà hôm nay thì giá rất chi là hời luôn. Hôm nay mà các bác mua cái thân máy này này, giá có 350.000 thôi các bác ạ. Mức giá rẻ giật mình luôn. Đây, em sẽ thử máy cho các bác xem nhá. Con máy này sẽ là hàng chân bi phổ thông như thế này cho em. Nếu như mà ở nhà mà anh em làm mình có sẵn những cái quả pin như này, chân pin phổ thông á, pin 10 cell, 15 cell, pin 20 cell là các bác sẽ lắp vừa vào đây, bật công tắc lên nha. Đây, điều chỉnh 3 tốc độ cho em này. Đây sẽ là tốc độ số 1 này, đây là tốc độ số 2 này, đây là tốc độ số 3 này. Đấy, anh em mình sẽ điều chỉnh là được 3 tốc độ nhanh chậm luôn nha. Mà hôm nay thì mức giá đặc biệt là mức giá là đang được sale luôn, giảm giá đặc biệt. Một cái thân máy này giá có 350, quá rẻ quá hời luôn cho em. Bác nào ưng thì mình nhanh tay đặt hàng nhá. Lên đơn gọi cho em là thân máy mài pin màu xanh của Drama này. Đấy, thân máy thì là chưa theo pin mới sạc. Nếu mà trường hợp mà các bác ở nhà mình chưa có pin, chưa có sạc ấy, thì mình sẽ báo bên em để mình mua thêm pin mới sạc nhá. Em sẽ có những cái quả pin 10 cell, 15 cell, pin 20 cell là các bác sẽ lắp vừa vào cái thân máy này, cứ thế là mình xài thôi. Hàng ngon mà giá rẻ luôn cho em. Đấy, đặt hàng thì nhớ nhá, nhớ gọi cho em là thân máy mài pin màu xanh của Drama. Giá có 350 một thân máy thôi. Đặc biệt hôm nay em còn về rất là nhiều các mã máy bu lông các bác. Em sẽ lên cho các bác một con máy bu lông búa to nhá. Đây, lên đơn cho em là đây sẽ là một con máy bu lông búa to của Mazda nhá, hàng chính hãng luôn. Một con máy bu lông búa to lực rất mạnh mà hôm nay các bác mua được cái giá thì thật sự luôn là rẻ ngang với một con máy búa nhỏ các bác mua ở thị trường. Đây, nguyên bộ như này cho em. Nào các bác tham khảo giúp cho em này, nguyên bộ sản phẩm này thì sẽ đầy đủ này. Đấy, hàng nguyên hộp như thế này cho em nhá. Trong này nó sẽ có đi theo như thế này này, có một cái thân máy này. Đấy, các bác nhận về là sẽ có một thân máy, hai pin nhá. Pin là pin châu 10 cell như thế này, chân pin phổ thông này. Có một cái sạc bàn đi theo này. Và có theo một cái khẩu 22 này, một cái dây đeo như này nữa. Máy thì sẽ là dòng máy siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ em sẽ lắp pin thử máy cho các bác xem nhá. Cái hàng này nó là hàng chân pin phổ thông, cho nên là nếu mà bác nào có nhu cầu mua thân máy, trong trường hợp mà các bác ở nhà có sẵn pin mới sạc rồi mình có thể mua thân máy. Thân máy thì em sale tặng các bác giá là 650. Đấy, còn các bác mà lấy nguyên hộp nguyên bộ như này thì giá có 1.050.000 thôi. Đấy, giá rất chi là hời, cực kỳ là rẻ luôn và sẽ hỗ trợ bao ship các bác luôn. Đầu bu lông 1/2 nhá. Đầu đặc này. Con này sẽ có lực siết mạnh cực kỳ luôn. 880 Newton này các bác. 880 Newton. Búa to lực siết mạnh nhá. Con này điều chỉnh 4 tốc độ luôn, em thử cho bác xem này. Đây. Ở đây là tốc độ số 1 này. Tốc độ số 2 này. Số 3 này. Và số 4 này. Máy sẽ điều chỉnh 4 tốc độ nhanh chậm và có đảo chiều máy luôn nha. Đấy, có chế độ tự ngắt như này nữa này. Đấy, rất chi là khỏe khoắn luôn. Hàng bao ngon bao rẻ cho tất cả các bác nhà mình luôn. Anh em làm gara ô tô hay là sửa máy xúc, máy cày, máy lổ thì các bác sở hữu cho em những con máy búa to lực siết mạnh như thế này. Đấy, thì sẽ bao cho tất cả nhà mình làm thợ thuyền ok nha. Đấy, chốt mã này em nhớ gọi cho em là bu lông búa to của Macan. Nhớ là giá thân máy cho em thì sẽ là 650. Còn chọn bộ nguyên hộp thì sẽ là giá là 1.050.000 cho em. Đấy là những con máy búa to. Các bác mà muốn sử dụng những con máy búa nhỏ hơn nhá, búa to là mình làm gara ô tô nha, còn búa nhỏ là cách làm xe máy. Đây, búa nhỏ em có hai cái màu xanh màu vàng như này, loại 3 đèn led này. Đấy, lên như này. Cái con này là con bu lông vàng này, con này bu lông xanh này.
Hai con máy này giống nhau nhá, chỉ khác màu thôi. Các bác lấy màu nào các bác báo em. Đấy, hình thức là giống y hệt nhau, nó chỉ khác màu thôi. Con này thì sẽ điều chỉnh hai tốc nha. Đây là tốc 1 này, đây tốc 2 này. Đó. Máy sẽ là đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng 3 đèn led như thế này cho em. Rất là đa năng và tiện lợi, các bác sử dụng là ra vào bu lông rồi bắn tôn, bắn vít, khoan tường được luôn cho em nhá. Lực xiết của máy là 330 N. Máy sử dụng motor từ không chổi tha này. Chốt đơn mã này các bác gọi cho em là bu lông vàng. Còn cái mã này thì gọi cho em là bu lông xanh. Đấy, các bác mà mua thân máy thì giá sẽ là 330.000, còn mua trọn bộ thì sẽ là 650.000 thôi nha. Miễn ship về tận nhà cho các bác luôn. Còn các bác muốn mua cái mức giá hời hơn nữa thì mình lấy cho em con bu lông xám. Đây, bu lông xám đây. Bu lông xám đây. Tất cả những cái mã này nó đều cùng chân pin với nhau hết các bạn. Đây, bu lông xám thì nó sẽ là loại một đèn led như thế này nha. Đây này. Đấy, một đèn led như này. Rất chi là khỏe luôn các bác ạ. Điều chỉnh hai tốc đây này, đây là tốc 1 này, em lên tốc 2 này. Đấy. Khỏe cực kỳ là khỏe luôn cho em nhá. Thiết kế là đầu 1/2, đầu rộng như thế này. Đa năng và tiện lợi cực kỳ luôn mà giá rẻ các bác ạ. Chốt đơn mã này thì các bác gọi cho em là bu lông xám. Bu lông xám hôm nay các bác mua thân máy sẽ là 299.000, còn mua trọn bộ thì chỉ có 599.000 đồng thôi. Miễn phí ship tận nhà cho em, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái ưng mới nhận. Đấy, các bác gọi cho em là bu lông xám. Các bác nhớ nhá, mua thân máy thì mình sẽ không theo pin, nhưng mà mua trọn bộ thì sẽ theo cho các bác nhà mình hai quả pin châu 10 cell trên pin phổ thông. Bây giờ ra thị trường một quả pin 10 cell các bác đã mua tầm 300-350 rồi. Hôm nay nguyên bộ sản phẩm theo hai pin màu sạc mà giá có 599.000 đồng, quá là rẻ, quá là hời luôn cho em. Chốt đơn mã này nhanh tay nhớ gọi cho em là bu lông xám nhá. Em lên tiếp một con máy khoan pin đầu kẹp 13 ly, hàng ngon bổ rẻ cực kỳ luôn cho em. Đây, con 13 ly màu xanh của Mazda như thế này cho em nhá. Rất chi là khỏe luôn. Máy sẽ là 3 chức năng, có chức năng búa khoan tường này, điều chỉnh 20 cấp trượt. Con này đầu 13 ly, đầu kim loại tự siết nhá. Các bác lắp mũi khoan 13 ly đổ lại cho em. Máy là máy không chổi than và hàng chân bi phổ thông các bác. Ở nhà các bác có sẵn bi rồi mình mua thân máy như này. Đấy, thân máy là giá 499.000. Còn mua trọn bộ nguyên hộp mà theo 2 pin 10 cell thì giá chỉ có 799.000 thôi. Hàng ngon bổ rẻ nhất quả đất cho các bác luôn. Đây sẽ là một con máy khoan đa năng và tiện lợi nha. Các bác sử dụng bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường chém đâu ok luôn. Đấy, máy là sử dụng motor từ không chổi than này. Rất là tiết kiệm pin và hàng trên pin phổ thông như thế này. Chốt đơn mã này các bác nhớ nhá. Lên đơn gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh, hàng công ty, hàng chính hãng, nên là sẽ bao xà cho tất cả em thợ làm công trình thoải mái luôn cho em, mà giá thì quá là rẻ luôn các bác ạ. Hôm nay em về được một lô máy khoan điện 13 ly của Đắc Tông, hàng chính hãng, với mức giá bao rẻ cho tất cả các bác nhà mình nha. Đây, hàng chính hãng của Đắc Tông này, logo dập lủi như thế này cho em. Đây sẽ là một con máy khoan điện đầu 13 ly có mang danh sắt này. Đấy, mang danh sắt là có khóa mở luôn nha. Máy thì sẽ đi theo có tay cầm như thế này cho các bác. Mẫu máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác ạ. Đây, con này thì sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường trên lưng máy như này nha. Hàng dập lỗi này, chữ model sẽ là dập lỗi như này. Và em sẽ quay cho các bác cái thông số kỹ thuật của máy này. Đây, model sẽ là DK ID710B các bác nha. Vòng tua sẽ là 2.800 vòng trên 1 phút và công suất cực đại 710W các bác ạ. Trên lưng máy còn có một cái móc treo như thế này. Khi mà các bác làm việc ở trên cao rất chi là thuận tiện nha. Mình có thể treo móc máy vào bất kỳ một cái vị trí nào cũng rất chi là ok luôn các bác ạ. Hôm nay thì sẽ có một cái chương trình sale hàng giá rẻ cho các bác này. Với mức giá chỉ có là 580.000 đồng thôi các bác nha. 580.000 đồng để các bác có thể sở hữu mua được một cái con máy khoan đầu kẹp 13 ly hàng chính hãng của Đắc Tông. Và ngoài ra thương hiệu Đắc Tông thì cái đợt này bên em về số lượng rất chi là nhiều, đủ các mã sản phẩm hay và giá rẻ để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng nha. Các bác có nhu cầu quan tâm mã nào, model nào thì hãy cứ liên hệ trực tiếp bên nhà em. Đặc biệt hôm nay là cái mã đầu kẹp 13 ly là chương trình sale giá cực rẻ, giá cực hời, cho nên là các bác mình nhanh tay nha. Đây sẽ là những cái mẫu kéo cắt cành mà các anh quan tâm rất chi là nhiều. Hôm nay thì em sẽ sell cho các anh này rất là nhiều những cái mẫu kéo đồng giá các anh nhá. Rất là nhiều những cái mẫu kéo đồng giá. Đấy, ví dụ như cái mẫu này. Cái mẫu này các anh gọi cho em là kéo bonsai đỏ này. Giá cho em là 60.000 nhá. Gọi cho em là, đâu em xin lỗi, cái này gọi cho em là kéo đa lăng cán đỏ. Cái này mới là bonsai đỏ này.
Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái mẫu này hôm nay em sẽ sale đồng giá cho các anh. Các anh đọc đúng mã cho em nhé. Mã này các anh gọi cho em là kéo đa lăng cán đỏ này, giá 60.000. Và đây thì gọi cho em là kéo đa lăng cán trắng, giá cũng chỉ 60.000. Hai cái mẫu kéo đa lăng này thì các anh sẽ cắt được nhiều chất liệu, cắt cây này, cắt cành, cắt vải, cắt dây điện cũng ok hết luôn cho em. Giá có 60.000 một cái thôi. Giá này là giá em bán tặng cho nên là các anh nhanh tay nhé. Còn cái kéo này các anh gọi cho em là kéo bonsai vàng, giá cũng chỉ có 60.000 đồng thôi. Còn cái kéo này thì các anh gọi cho em là kéo bonsai nhật, giá 60.000 đồng cho em. Bên này thì gọi cho em là kéo bonsai đỏ, giá 60.000 đồng, được chưa ạ? 5 cái mẫu kéo như thế này, đồng giá nhau có 60.000 đồng trên một cái. Vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng. Anh nào chốt thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Lên đơn hàng bằng cách liên hệ trực tiếp nhà em số điện thoại trên màn hình các anh nhá. Còn ở đây thì sẽ là một cái mẫu kéo bonsai hoa anh đào, nó sẽ là hàng cao cấp nhất. Với cái mẫu kéo này các anh ra ngoài thị trường mua thì sẽ là 200 đến 250 trên một kéo. Hôm nay thì em sẽ sale bán tặng các anh nhà mình với mức giá chỉ có 120.000 đồng. Anh nào chốt mã này lên đơn cho em là kéo bonsai hoa anh đào, nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn cho em các anh nhá. Đấy, giá 120.000 đồng cho em. Và ngoài ra thì các anh có thể mua những cái này. Đây, những cái này là những cái kéo cắt gà SK5 các anh nhá. Hôm nay em sẽ sale các anh giá là 50.000. Đẹp xịn sò cực kỳ luôn. Cái này các anh cắt thịt gà, cắt đồ ăn chín là tuyệt vời ok luôn cho em. Giá chỉ có 50.000. Còn đây sẽ là những cái búa của Kabushi, búa mili, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Hàng chính hãng của Kabushi, em sale tặng các anh giá 80.000 đồng. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các anh một số những cái mẫu kìm của Kabushi hàng chính hãng. Đấy, em có kìm tay xám pha đen này, kìm tay xám này, và đây sẽ là kìm tay đen. Đấy, nó sẽ có những cái mẫu như này nhá. Cái mẫu này là mẫu tay đen này. Mẫu tay đen thì em sẽ lên cho các bác 3 phân khúc. Cái này các bác gọi cho em là kìm mỏ bằng. Đấy, kìm này gọi cho em là kìm mỏ bằng. Đấy, kìm cắt này, kìm mỏ nhọn này. Đấy, cái này các bác gọi cho em là kìm điện mỏ bằng tay đen của Kabushi, giá 135.000. Còn cái này gọi cho em là kìm cắt của Kabushi loại tay đen, giá 130.000. Cái này gọi cho em là kìm mỏ nhọn tay đen của Kabushi, giá cho em là 130.000. Ba cái mẫu này các bác nhớ gọi cho em là kìm tay đen các bác nhá. Cái này gọi cho em là kìm tay đen, đây cái cán của nó màu đen này. Đấy, còn bên này thì sẽ là kìm tay xám đây ạ. Kìm tay xám đây nó cũng có 3 mẫu này. Mẫu này các bác gọi cho em là kìm cắt tay xám của Kabushi, giá 140.000 này. Còn cái này gọi cho em là kìm mỏ nhọn tay xám của Kabushi này, giá 120.000 này. Mẫu này thì gọi cho em là kìm điện mỏ bằng của Kabushi này, giá 140.000 này. Bên này thì là ba cái mẫu kìm tay xám pha đen canh nhá. Đấy, mẫu này gọi cho em là kìm điện mỏ bằng tay đen pha xám của Kabushi, giá 140.000 thôi. Còn cái này gọi cho em là kìm nhọn tay đen pha xám của Kabushi, giá 120.000. Cái kìm này các anh gọi cho em là, cái này là kìm điện rồi. Đây, hai cái mẫu này đều là hai mẫu kìm điện. Nó còn một cái mẫu kìm, cái này còn mẫu kìm cắt này em để đây, nó bị thiếu một cái mẫu kìm cắt của cái tay đen pha xám này nhá. Nếu mà anh nào muốn lấy kìm cắt thì cứ báo nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các anh luôn. Đấy, còn bên này, đây, cái này đều là hai, đây là kìm mỏ nhọn và kìm mỏ bằng. Đấy, là bên này thì lên cho em cái mã này. Mã này thì các anh gọi cho em là kìm này kìm của Hatlin này, mã 0631. Đấy, cái này các bác gọi cho em là kìm mỏ to của Hatlin mã 0631 cho em. Giá sẽ là 150.000 cái kìm này nha các anh nhá. Còn cái kìm này thì các anh gọi cho em là kìm bấm cốt của Hatlin mã 0613, các anh nhớ đọc đúng mã cho em để nhân viên nhà em chốt đơn cho các anh, nó sẽ không bị nhầm mã nha. Cái kìm này giá 180.000 em bao ship này. Đấy, còn cái kìm này thì các anh gọi cho em là kìm cắt dây điện của Hatlin mã 0285. Đấy, giá 99.000 một cái thôi. Đây thì sẽ là những cái cần xoay nhá. Những cái cần xoay của Hatlin này em sale các anh giá là 65.000 thôi nhá. Đấy, còn nếu mà các anh mà lấy những cái kéo cắt tôn này, kéo cắt tôn của Hatlin là giá 130.000 cho em này. 130.000 kéo cắt tôn của Hatlin này. Và đây này em sẽ lên cho các anh là những cái kìm đa lăng. Đấy, cái này các anh gọi cho em là
kìm đa lăng màu trắng loại mỏ nhọn cong, giá 250.000 em bao ship. Cái này là mỏ cong nhá. Cái mẫu này em có cả mỏ bằng đây này. Đấy, cái kìm này là kìm Nhật các bác dùng rất là ngon. Cái này các bác gọi cho em là kìm đa lăng màu trắng loại mỏ bằng, giá 250.000 là em bao ship cho các bác luôn. Hoặc các bác mua những cái kìm mà kìm chết như thế này. Cái này gọi cho em là kìm chết mỏ nhọn của Hartmann này. Mã của nó là 0622 này. Giá 120.000 em bao ship cho các anh này. Đấy, còn cái kìm này nhá. Cái kìm này sẽ là gọi cho em là kìm mỏ, kìm chết mỏ bằng của Hartmann này. Mã 0603 này. Giá cũng 120.000 em bao ship cho các anh này. Đấy, ngoài ra là canh đây nhá, những cái cần xoay của Hartmann này là 65.000 này. Còn canh mà có nhu cầu mua mỏ led nhá, em sẽ có những cái mỏ led của Hartmann này, nó sẽ có nhiều cỡ to nhỏ khác nhau nhá. Đấy, các anh mà cần mua cái cỡ nào thì các anh cứ liên hệ trực tiếp nhà em để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cụ thể cho các anh nhà mình luôn. Đấy, còn các anh mà muốn mua những cái cây bút lấy dấu đây này, cây bút lấy dấu là cái đợt này em sale các anh là giá có 50.000 một cây thôi. Cái cây bút lấy dấu này thì các anh sẽ lấy dấu được trên rất là nhiều chất liệu, kể cả trên gạch men luôn nhá các anh nhá. Máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, hàng chính hãng các bác nhìn xem này. Tia của nó cực đẹp, cực sáng, cực led và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hôm nay em còn sót kho còn 5 bộ các bác nha. Còn 5 bộ em sẽ sale giá rẻ sập sàn cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đấy, giá chỉ bằng gần như là một nửa giá so với ngoài thị trường các bác mua thôi. Và hôm nay với một bộ sản phẩm sẽ đầy đủ bao gồm này, một máy này, một pin này. Pin của nó sẽ là pin trâu như này nha. Thêm sẽ là một cái vỏ pin như thế này để nay mai các bác dùng pin tiểu. Ngoài ra sẽ thêm một cái dây đeo này, một cục sạc này, một kính đeo mắt này và một hộp đựng máy như thế này. Hộp đựng máy thì sẽ là hàng hộp nhôm siêu bền cho em. Và còn tặng thêm các bác một cái chân 1m2 đi kèm như thế này cho em. Máy này thì sẽ có công tắc tắt mở các bác nha. Có công tắc tắt mở và nút ấn của nó sẽ là nút ấn cơ nha. Nút ấn cơ siêu bền theo 5 tháng cho em các bác ạ. Và ngày hôm nay thì với một chương trình sale giảm giá đặc biệt để gửi tặng tới tất cả các bác, giá chỉ còn có là 850.000 đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là máy bắn cốt 5 tia xanh của Akuza, mã 686. Giá cho em là chỉ còn có là 850.000 đồng các bác. Đặt hàng thì mình nhanh tay, 5 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ lên đơn cái mã sản phẩm này. Bởi vì em còn đúng 5 bộ duy nhất thôi các bác nhà mình, nhanh tay nha. Và đây thì sẽ là một cái mã sản phẩm mà sẽ có cái chương trình đại sale giảm giá cực khủng luôn. Giảm giá cực khủng nhất năm nha anh em nha. Đây sẽ là một bộ máy khoan pin hàng chính hãng thương hiệu của Macan. Máy là sử dụng motor từ không chổi than và anh em nhìn cho em này. Nguyên bộ sản phẩm thì bộ nào cũng đều rất chi là đầy đủ phụ kiện cho em nha. Hôm nay thì với những cái mức giá phải nói rằng là siêu rẻ để phục vụ cho tất cả anh em nhà mình. Bộ lào thì cũng như bộ lào anh em nhá. Nguyên một bộ sản phẩm thì sẽ đầy đủ như thế này. Có một thân máy 2 pin và một sạc, dòng pin 4 cell cho em. Máy thì sẽ sử dụng motor từ không chổi than, pin 4 cell và sạc bàn như thế này. Phụ kiện là hơn 20 chi tiết mũi khoan, mũi vít đi kèm. Và ngày hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ để dành tặng cho tất cả những anh em nào mà mình đang trực tiếp theo dõi được cái video này. Máy sẽ sử dụng là motor từ không chổi than này, rất chi là khỏe luôn, đèn nét rất là sáng, có đèn báo pin, đầu kẹp 10 ly nha. Đầu auto lock 10 ly có khóa chụp anh em ạ. Máy là sử dụng là có hai tốc độ nhanh chậm như thế này. Điều chỉnh 23 cấp độ chuột nha. Máy là sử dụng motor từ không chổi than nên là anh em dùng thì sẽ rất là tiết kiệm pin. Và đi theo máy thì sẽ có hai quả pin như thế này, có một cái sạc và phụ kiện như thế này đây. Ngày hôm nay thì chốt đơn mã sản phẩm này thì anh em gọi cho em là khoan pin Macan 4 cell. Với mức giá em bán tặng gửi tới tay tất cả anh em mình với mức giá chỉ có 650.000 đồng. 650.000 đồng mà một bộ sản phẩm là đầy đủ như thế này cho em, đầy đủ chi tiết như thế này, giá quá rẻ, giá quá hời luôn. Số lượng em chỉ còn có một thùng là còn khoảng tầm độ 10 bộ anh em nhá. Đấy, anh em nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ có cơ hội để sở hữu cái mã sản phẩm này. Lên đơn nhớ gọi cho em là khoan pin Macan 4 cell, giá 650.000 anh em nhá.